Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi đó là chăm sóc em bé. Bây giờ mình sẽ chọn em bé, mình chọn em bé trai này. Bố mạnh chim sẽ chở em bé trai đến nhà của mình nha. Trời ơi, đến nhà rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chăm sóc cho em bé trai nhà này nha. Đầu tiên mình sẽ cho em bé ăn nè. Ồ, có thức ăn gì đây? Cho em bé ăn táo đi. Em bé ăn giỏi quá. Em bé ăn giỏi quá các bạn. Hết cái táo luôn rồi. Miệng em bé dơ rồi, mình phải lau cho em bé sạch nè. Em bé còn đói hả? Cho em bé ăn bột. Ăn đi ăn đi. Ngon không? Em bé ngoan quá. Em bé ăn hết bột luôn á các bạn. Giỏi ghê chưa? Bây giờ cho em bé ăn thêm bánh quy nè. Ăn đi nào. Em bé ăn dơ quá, cái miệng tùm lem luôn. Bây giờ mình phải lau sạch cho em bé nha. Lau lau lau. Rồi em bé sạch sẽ rồi, bây giờ cho em bé uống sữa. Miệng em bé lại dính dơ rồi, dính sữa rồi. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ tắm cho em bé các bạn ơi. Ăn no rồi bây giờ đi tắm nha. Trời ơi, chắc em bé thích lắm ha. Bây giờ mình sẽ lau xà bông, chà xà bông lên người, xong rồi mở nước. Mở nước mà tắm cho em bé nè. Wow, nước chảy xuống kìa. Em bé thích lắm. Ô, em bé thích trò chơi hả? Đây là chiếc thuyền. Rồi xuống nước. Em bé lắng nước tầm lâm hết trơn các bạn ơi. Đây, tắm xong rồi. Em bé thích tắm nữa hả? Thôi mở nước tiếp cho em bé tắm nè. Mở nước cho em bé tắm thôi. Tắm thêm một lúc nữa đi, cho nó sạch. Em bé nào cũng thích nước hết đó các bạn. Rồi em bé tắm sạch sẽ rồi. Chăm sóc em bé cũng dễ quá ha các bạn. Bây giờ mình sẽ chọn chăm sóc một em bé khác nha. Để chọn thử coi chăm sóc em bé nào đây. Mình sẽ chọn em bé gái này. Bố mạnh kim sẽ chở em bé đến nhà của mình nha. Đến nơi rồi. Em bé cười chắc là thích lắm. Mình sẽ cho em bé ăn. Đầu tiên sẽ cho em bé uống sữa. Em bé này cũng ngoan nữa, uống sữa lẹ ghê luôn á. Rồi cho em bé ăn bột nè. Ăn đi ăn đi. Em bé ăn nhanh ghê các bạn. Bây giờ cho em bé ăn thêm bánh quy nha. Ăn nữa đi. Ủa không chịu hả? Phải lau sạch mặt. Bây giờ dơ á, em bé không chịu ăn các bạn ơi. Lau mặt cho sạch nè. Rồi ăn tiếp đi. Rồi bây giờ ăn tráng miệng nha. Ăn táo nha. Ăn táo đi nào. Em bé này giỏi ghê á. Biết ăn cái cây luôn. Rồi em bé ăn xong rồi. Bây giờ mình sẽ lau miệng cho em bé nha. Lau miệng, lau miệng. Rồi em bé sạch rồi. Bây giờ làm cái gì tiếp theo ta? Cho em bé đi tắm. Em bé thích vô nước tắm lắm á các bạn. Bây giờ mình sẽ mở nước ra nè. Xong mình sẽ chà xà bông cho em bé sạch nè. Rồi. Rồi em bé thích ghê luôn á các bạn. Bây giờ lấy đồ chơi cho em bé chơi. Lấy súng cho em bé bắn nè. Em bé bắn nước văng tùm lum luôn á các bạn. Em bé hết tắm lắm á. Rồi tắm xong sạch sẽ rồi đó. Là mình đã chăm sóc em bé xong rồi đó các